Có đời chết chóc hiểu vô, cố nhiên có cảnh sống còn an vui. Ấy là cảnh Phật con ơi, chúng sanh muốn biết hãy dời đến xem. Khác hơn cõi thế tèm lem, ở nơi cõi Phật tòa sen chói loàn. Phật nào cũng ở trên hoa, không hề chết mất, không già bình thân. Dung nhan đẹp khác phàm trần, em vị nào cũng đủ tinh thần quang minh. Thật là trường cửu hòa bình, đáng cho nam nữ siêu sinh cõi này. Cõi này không phải mới đây, mà từ vô thủy đến nay có rồi. Nhiều người đã tới đây ngồi, vẫn còn vô số kẻ trôi biển trần. Nhìn vào khổ ách muôn dân, khiến lòng tự mẫn như dần nát tan. Quyết ra tay cứu thế gian, lấp sông biển khổ lâm vàng mới ưng. Dạy tu để cứu khổ dân, chớ không dạy chỉ lo thân quên người. Gặp khi binh lửa khắp nơi, người tu càng phải giúp đời nhiều hơn. Người tu phải có lòng nhân, tu như thế mới đúng chân giáo truyền. Khổ nạn còn có vô biên, đâu đành ngồi ngó não phiền của dân. Con ơi dù phải tao tầng, cũng đừng bỏ giả cứu trần thoát mê. Riêng thân dù có nặng nề, miếng đời nhẹ gánh cũng hay hạ lòng. Hiện giờ khắp chốn Tây Đông, hóa thân Bồ Tát đầy trong cõi trần đó đây kêu gọi không ngừng. Kêu cho sanh chúng xả thân tu hành, bỏ lòng giết hại lấn tranh. Tạo nên hạnh phúc bình thanh lâu dài, mang người ai cũng như ai. Vì mình mà nở xuống tay, sao đành thù nhau dù có muôn thành. Giờ này cũng ráng mở tình thứ tha, nếu mình tha thứ người ta thì người ta sẽ thứ tha cho mình. Trong đời nhiều lúc vô tình mà gây tội lỗi cho mình không hay. Lỗi mà thú nhận ra ngay, muôn người chỉ có một hay là cùng. Một khi nổi gió đùng đùng thì cây cội ngã nào không bao giờ. Hành vi lỗi chẳng nằm trơ, mà là lỗi ấy hại cho nhiều người. Lỗi dù che đầy bao nơi, đến khi rốt cuộc thì người cũng hay.
lỗi mình biết trước hơn ai, trong tâm lo sợ mỗi ngày không ngừng. Tránh đừng phạm lỗi vào thân, lỗi như đã phạm thì cần hối ngay. Chớ cho lỗi hay kéo dài, sớm ngày hối cải sớm ngày an tâm. Trả giai định luật không lầm, nên khuyên sanh chúng mà chớ nên khinh lờn. Dứt xong cái tánh ngã nhân, tự nhiên sẽ hết tham sân trong lòng. Tham sân khi đã sạch không, ưu sầu phiền não trong lòng cùng tiêu. Ngã nhân tánh ấy còn nhiều, dẫu tu muôn kiếp chẳng siêu Phật đài. Con ơi nhớ bảo gái trai, mấy điều ấy ráng miệt mài cho nên. Thành công vô ở chí bền, đừng lòng sớm nhớ chịu quên không đành. Đã tu thì phải có hành, tu xuống cửa miệng hổ danh nhà thiền. Không cần ai bảo ai khuyên, cũng thông hai chữ tu hiền gần nhau. Tu hung Phật dạy hồi nào, đời nay lắm kẻ hùng hào sự tu. Tu cho sang chớ tu mù, tu cho siêu thoát chớ tu tiêu hồn. Tu về cực lạc tu khôn, tu nơi địa ngục tu phồn dại ngu. Cũng thời nhập đạo vào tu, người hầu Phật tổ kẻ chầu ma vương. Sự tu vốn có hai đường, chúng sanh cần phải tìm phương mà về. Đường ta càng buộc kiếp mê, chỉ đường chánh mới tụ tề giác quan. Đạo ta thường hại thế gian, còn đường đạo chánh luôn toan cứu đời. Đạo ta như đám sương mây, còn đường đạo chánh như trời sáng ra. Ta làm tối mắt người ta, chánh làm sáng mắt trẻ già khắp nơi. Chánh ta khéo chọn con ơi, bước sai một bước khổ ở đời muôn năm. Chúng sanh như lạc rừng thâm, lấy sao làm dấu để tầm hướng ra. Cứ quanh trong chốn rừng già, thân kia khó tránh hùm tha ngày nào. Biết nguy thì phải trốn mau, trói tay rồi mới tẩu đào kịp đâu. Muốn đi qua khỏi sông sâu, phải lo sắm đủ thuyền tàu trước đi. Quy y mà chẳng hành y, ngàn đời cũng chẳng thoát ly cõi trần. Có thân sớm liệu lấy thân, đừng chờ hấp hối mấy lần chuỗi tay. Tu trong chớ có tu ngoài, thật lòng mộ đạo chớ bài dối tu.
Trời trong bầm có mây mù, nay an mai chẳng sự đâu thể ngờ. Xảy ra bão tố khắc giờ, đủ làm vạn vật xác sơ lắm rồi. Biển thiên đã định trong đời, xưa nay như thế mặt người tin không. Nếu tin tin chắc nơi lầm, thường ngày tin tấn gắn công tu hành. Không màng thế sự lợi danh, chỉ lo búa rồng chân tình từ bi. Làm cho mình hết mê si, đồng thời giúp kẻ khác đi chánh đường. Đạo màu nhất quyết phô trương, khiến cho ai cũng thiện lương như mình. Tam quy ngũ giới chặt gìn, xây nên hạnh phúc hòa bình khắp nơi. Treo gương bác ai tốt tươi, mở đường sáng rộng cho người đi theo. Kêu dân giúp kẻ đói nghèo, gọi người hợp tác để gieo giống lành. Nhà nhà nỗ lực tu hành, không ai gây gỗ tranh giành với ai. Trẻ già ăn ở thẳng ngay, thương nhau như thể chân tay ruột ràng. Đậu làng cuối xóm thuận hòa, không ai mất của không nhà hàm oan. Nhà nào cũng được ngủ an, không còn thấy kẻ ngoại đàn ăn xin. Được vinh thì cũng đồng vinh, khổ vui đều biết lấy tình sớt sang. Chẳng ai thấy kẻ tham gian, tạo nên xã hội hoàn toàn thanh liêm. Hiếu trung ăn ở trọn niềm, sống không hổ thẹn cổ kim chút nào. Điều này không phải chim bao, quyết tâm có một ngày nào dừng lên. Con ơi nói phải làm nên, luận xuống đến chết tuổi tên không thành. Giảng kinh miệng đọc tâm hành, chắp tay thì phải lòng thành Nam Mô. Học câu Bồ Tát hư vô, của người muốn hốt vào bồ sao nên. Nếu bờ giác ngàn muốn lên, nợ nần chờ có chất trên vai nhiều. Vai càng nhẹ gánh bấy nhiêu, chân càng lẹ bước dễ trèo lên cao. Tu hành cũng thế khác nào, nghiệp mê càng nhẹ càng mau đắc thành. Nhà tu thì phải làm lành, trong điều phước đức hơn danh lợi trần. Tu cho mình mẫn tinh thần, sáng hơn kẻ tục muôn phần là tu. Tu còn tâm trí mờ lâu, tại người chưa được tôn thu vọng trần. Phải cho đoan chính nhân thân, trong lòng bình tĩnh xét cân mọi điều.
những gì còn có bao nhiêu tự mình biết rõ chẳng điều nào sai. Lấy tâm thống trị bên ngoài đừng cho ngoại vật đọa đài trong tâm. Vọng tình như đá nam châm cảnh trần như sắc đến gần hút ngay. Cảnh xem tình chẳng đồng lai là điều rất khó xưa nay ít người. Việc chi dù khó mấy mươi lòng người nhất quyết rốt rồi cũng nên. Người tu cần có chí bền gặp bao thử thách cũng nên kiên trì. Ngày nay được biết quy y là do tiền kiếp đã đi đường lành. Tu thêm nhất định sẽ thành cùng như giàu có nhớ dành nhiều năm. Đạo thành rõ mối quyền thâm như mù được sáng hết để lầm đường đi. Sự vui còn có chi bì chúng sanh còn ngại nói gì thờ ơ. Ngồi không nói việc thiên cơ đâu bằng độ thế được nhờ áo cơm. Dù chưa bằng việc sớm hôm trong lòng cũng chớ quên dân nghèo nàn. Tu cho lợi ích thế gian xin đừng tu bỏ xóm làng bơ vơ. Giúp người chớ lửa thân sơ làm ơn chớ có bao giờ kể ơn. Ở cho đáng mặt hiền nhân kẻ xa cũng mến người gần cũng ưa. Những lời chửi rủa nên chừa nói năng thêm bớt trây chua cũng đừng. Một mình trong bốn vách dần dần coi như trước triều thần nghiêm trang. Không nên nói bướng nói càng đồng thời cũng giữ đàng hoàng dung nghi. Trong tâm còn tưởng quý chi trừ sống chứ để thật thi ra ngoài. Mỗi khi tâm vọng trừ ngay tất nhiên hành động hại tai không còn. Nhớ câu nước chảy đá mòn thường ngày biết sửa lỗi còn vào đâu. Người thường hăng hai buổi đầu sau rồi lỡ lãng khác nào lửa rơm. Trong nhà muôn có hoa thơm không trồng chẳng tưới hoa đơm bao giờ. Lập trang chỉ có để thờ chẳng lo cung bái bao giờ trang linh. Tu hành mà thiếu đức tin để cho ma quỷ dấu dành đường công. Tu theo chiều gió phần đông dình tâm cứng tở sắc đồng ít ai. Tại sao tu quỷ tu hoài mà không thành Phật tại hay tu càng? Tu không nhất định con đàn, đàn nào cũng muốn bước sang uổng đời. Nhiều người nào khác
con dơi, ba hồi làm chuột, ba hồi làm chim. Thương đời chẳng nỡ ngồi im, con ơi cùng Phật lo tìm cứu dân. Mặc cho nắng sợ mưa tầng, từ bi dân đặt gót chân khắp cùng. Ngày nào còn kẻ lâu lung, người tu chưa được toái lòng ở con. Biển non có lúc cạn mòn, tình yêu nhân loại vẫn còn luôn khi. Thuyền từ xuôi ngược cứ đi, vớt cho hết khách lâm nguy giữa dòng. Từ bi tình ấy mình mong, mãi lo đắp lạnh quạt nồng cho dân. Tu không giúp đỡ thôn lân, chữ tu ấy có ai cần làm chi. Khá khuyên nhủ các tăng ni, chớ nên im thế hãy đi độ người. Đáng cơn ít nước tay trời, ngồi yên tụng niệm sao rồi chữ tu. Vì giàu mất bụi công phu, giúp đời được lợi chữ tôi cũng tròn. Riêng mình mặc đẹp ăn ngon, còn người đói rách lòng son đâu đành. Thấy ai khổ biết đồng tình, không lần chuỗi hột cũng thành Phật tiên. Khởi tâm lành khó vô biên, người nào có được thần tiên chẳng phàm. Ráng làm những việc khó làm, quỷ thần nể mặt thế phàm kiên oai. Hứa thì làm chớ để say, nguyện tu thì phải thưởng ngày lo tu. Nếu tâm còn thấy mờ lu, phải cần tịnh niệm công phu thêm dài. Khi lòng nghĩ quấy trừ ngay, quấy không còn vọng huệ khai ra liền. Hết tâm tưởng quấy là tiên, còn tâm tưởng quấy là miền trần gian. Ngàn năm rừng bụi bỏ hoang, chỉ trong chốc lát phá tan dễ gì. Nếu không chịu khó kiên trì, loạn tâm kia có dễ gì bình sông. Giặc nào bằng thứ giặc lòng, lúc nào cũng đánh chớ không lúc ngừng. Phải lo dè giặc cánh chừng, hở hình một tỷ địch quân nó vào. Thói quen không thể trừ mau, đừng cho tật xấu nó vào ở lâu. Trong tâm có Phật ráng cầu, Phật tâm thấy được đạo màu chứng khai. Chớ tu ý lại Phật ngoài, mà cần phải kiếm Như Lai trong lòng. Nếu không tìm thấy Phật trong, Phật ngoài cũng lấy khổ mong lại gần. Hãy nên tự chủ tinh thần, đừng cho vật chất xa gần khiến sai. Chỉ quy được cả trong ngoài, hoàn toàn an lạc đủ đầy tự do.
Cái bầu vũ trụ thật to, nhưng tâm người lấy đỏ so kém gì. Tâm không có sắc màu chi, chấp nơi màu sắc dễ gì thấy tâm. Trong khi đi đứng ngồi nằm, tự mình phản chiếu coi tâm thế nào. Bọn tâm vốn chẳng ra vào, đã không trên dưới sắc màu cũng không. Thấy tâm phải thấy bằng lòng, bỏ lòng thì chớ có hồng thấy tâm. Con ơi muốn rõ quyền thâm, mỗi mạnh ấy ráng kiếm tầm cho ra. Tự làm chứ cậy người ta, vì rằng thành Phật thành ma tại mình. Khó khăn lục dục thất tình, cố ngăn sẽ được cố dình thì nên. Có điều cần nhớ chớ quên, hơn nhau ở một chữ bền mà thôi. Nay chưa xong được thì mới, mời chưa thì mốt cũng rồi chẳng không. Thích ca cũng phải dài công, chớ đâu đạt được lục thông tức thời. Thiện nam tín nữ khắp nơi, cũng nên lấy đó để soi không lầm. Tu hành có được nhất tâm, thành công chắc chắn như cầm trong tay. Tu lâu không kiến Phật đài, bởi tu cửa miệng chẳng hay, tu lòng cho ra chỉ có một đồng. Muốn vào cả vạn tiền công, tiền lời mới vừa lại Phật ban mới. Cái chiều đó muốn được ngồi tòa sen, ở trần dối tra đã quen. Khi vào cửa Phật cũng bèn dối luôn, thấy đời tu dối thêm buồn. Gạt người còn muốn gạt luôn Phật trời. Người tu người khỏi khổ đời, nhớ lời chỉ cho Phật mà người kể công. Tu thì phải nhớ thành lòng, dối tu thêm tội đừng hòng giảng sanh. Ngoài đời đủ lối cạnh tranh, trong chùa chỉ một đường lành mà thôi. Chưa tu xảo quyệt đành rồi, khi tu thì phải ra người hiền lương. Cá không ăn muối cá ương, người không nghe Phật người vương khổ nạn. Nhà tu chớ có ham sang, nên ham làm phước làm doan cho đời. Sang không dứt nghiệp luân hồi, phước làm được hết kiếp người trầm luân. Chúng sanh chớ có ngại ngần, thật tu sẽ chẳng mất phần tương lai. Sống trong thời buổi hiện nay, biết tu hành biết lạc chay ít người. Cho nên kẻ biết tình hồi, thật là của quý vàng mười khó so. Con ơi cùng Phật toán lo, người nào chưa biết nhắc cho họ tường.
chở đời đủ thứ ghen tương, đâu bằng cửa đạo yêu thương một tình. Đời mưu lo sống riêng mình, đạo luôn xây dựng hòa bình sống chung. Đời lo xác thịt thung dung, đạo ngoài xác thịt còn trong tinh thần. Đời lo thân chẳng yên thân, đạo vui thể chất tinh thần cũng vui. Đời sau khi chết lạ rồi, đạo sau khi chết còn ngồi tòa sen. Đời nằm trong bức màn đen, đạo ra khỏi giếng nhìn xem bầu trời. Đời hay dương mắt không rời, đạo luôn siêu thoát mọi nơi buộc ràng. Đời thường ăn ở tham gian, đạo bao giờ cũng giữ đàn thăng ngay. Đời lo cửa đóng then gài, đạo thì mở rộng cửa ngoài cửa trong. Đời hay đối xử hẹp lòng, đạo thường lấy dạ khoan hầm thứ tha. Đời hay gây ít khi hòa, đạo thường hòa chẳng muốn nhà nào gây. Đời hay phân biệt đó đây, đạo xem nhau thể chân tay ruột rạ. Đời vì mình hại người ta, đạo vì người dám bỏ qua thân mình. Đời hay hỗn loạn gia đình, đạo luôn ngăn nắp phân minh trong nhà. Đời thường con ngỗ nghịch cha, đạo thì phụ tử hiền hòa luôn khi. Đời hay ăn nói vô nghị, đạo bao giờ cũng nhu mì ngữ ngôn. Đời thường tự đắc tự tôn, đạo luôn khiêm nhượng dù khôn hơn người. Đời nghe ai lỗi thì cười, đạo xem kẻ quấy kiếm lời nhủ khuyên. Đời thường khinh nghĩa trọng tiền, đạo thì trọng nghĩa xem hèn tiền nông. Đời xem kẻ nạn ngồi trong, đạo trong ai khổ ra công giúp liền. Đời nghe thấy lời như điên, đạo nghe thấy lời như liền nghĩa nhân. Đời thường đức hạnh không cần, đạo cho đức hạnh là phần lớn lao. Đời tôn áo rộng mũ cao, đạo tôn ít lợi đồng bào lên trên. Đời thường ân nghĩa hay quên, đạo ân đã thọ lo đền cho xong. Đời làm một chút kể công, đạo thành thật giúp chẳng mong ân đền. Đời hay khinh dưới ganh trên, đạo thì trên kinh dưới nên đỡ đần. Đời thường chỉ biết lo thân, đạo lo cho khắp xa gần ấm no. Đời hay lấy chớ ít cho, đạo cho ít lấy vì lo phước điền. Đời thường chia rẽ láng giềng, đạo luôn hòa hợp kết liên xóm làng. Đời gây lắm sự tóc tan, đạo làm non nước vinh quang thái bình.
Đời hay thích việc sát sinh, đạo không muốn sự chống cành giết nhau. Đời làm nhân loại khổ đau, đạo mưu sanh chung chỗ nào cũng vui. Đời như chỉ quấn rối nội, đạo như bàn thạch được dồi thêm trơn. Đời như cột mọt đêm sơn, đạo như lầu ngọc có non xây thành. Đời như bọt nước đậu gành, đạo như biển rộng trời xanh bao tròn. Đời làm cha phải xa con, đạo làm vợ biển chồng non được gần. Đời xem thường việc hiếu thân, đạo bao giờ cũng trọng ân sanh thành. Kể sao hết việc tốt lành của người, đạo đức phải hành động ra. Những lời dạy của Thích Ca, làm theo chẳng để sai qua điều nào. Nói ăn mà chẳng ăn vào, nói cho đến chết bụng nào có no. Vào tu việc thiện không lo, tu cho đến đốt ra cho chẳng thành. Chữ tu liền với chữ hành, tu không hành đúng thì đành ra ma. Không thành bởi tại người ta, chứ không tại Phật Thích Ca dạy lầm. Con ơi bảo chúng sanh tầm, bao nhiêu đạo pháp vẫn nằm trong dân. Hồi đầu thấy đạo bên chân, còn mê tuy đạo ở gần mà xa. Kỳ này nếu chẳng tỉnh ra, muôn thu khó gặp để mà hồi tâm. Giữa đêm trong lúc yên nằm, khó kêu mở mắt khó làm dậy ngay. Người nào dù ngủ mấy say, nghe nhà cháy cũng thức ngay ra liền. Dù mê lắm cuộc trần duyên, khi nghe tận thế cũng nên tình hồn. Bao nhiêu ác nghiệp đổ dồn, sắp gần đến lúc trả chung tai nạn. Điện viên sự sản tan quan, chúng sanh đâu cũng khóc than lu bù. Xác thôi như lá mùa thu, có nhiều thứ chết biết đâu mà lường. Người cùng nhau ghét hơn thương, đông tây nam bắc đầy đường máu rơi. Sau đây đổi đất thay trời, kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không nói, khó mong tồn tại để coi lập đời. Người đi qua sức của người, nếu không oai lực Phật trời khó ngăn. Mắt phàm không thấy quyền năng, quyền năng đã có vô ngăn từ xưa. Gặp khi hàng mây trong mưa, bây giờ còn mạnh người chưa vẫy trời. Tay bay quả gợi giữa vời, từ đầu đưa tới người đời chưa hay. Hễ chim thì tự nhiên bay, cả thời biết lội có sai bao giờ. Chúng sanh chớ có thờ ơ, hãy tìm đường chánh để nhờ thân sao.
Đời khi mưa đổ ảo ảo, mới lo mua lá bào nhào tấm thân. Làm hiền hiền đến bên chân, làm hùng hùng dính sau lưng không rời. Thích ai người đó đến chơi, hung mà muốn được hiền mời khó thay. Nhân nào quả nấy không sai, đừng gây nghiệp dữ phải gây nghiệp lành. Xưa nay dạy việc tu hành, muốn người tránh nghiệp bất lành về sau. Cũng vì nghiệp ác gây vào, chúng sanh cứ mãi chuyện lao trong trần. Nay không chấm dứt ác nhân, sẽ lưu ác báo cho thân mai này. Khổ thân chẳng phải phút giây, mà là khổ ấy kéo dài vô biên. Sống trong cảnh khổ triền miên, thức thần gió đó đảo điên lui mờ. Chúng sanh lâm kiếp không ngờ, trước kia thú vật bây giờ người ta. Khi người khi thú khi ma, đều do nghiệp tạo sanh ra sáu đàn. Làm người còn trí minh quang, xa vào thú vật hoàn toàn tối tâm. Khó nghe được pháp quyền thâm, khó gần chữ Phật, khó sanh làm người. Đọa đài biết thở nào thôi, thân này vừa tắt cái mồi thân sao. Vô cùng thảm khóc đớn đau, mỗi đời mỗi khổ đời nào được vui. Đốt người cái bị người thui, sớm đi đông quách chịu chui vào hòm. Nếu đem mắt huệ mà dòm mỗi sanh chung, có mỗi non xác trần. Mỗi lần sanh mỗi bỏ thân, có ai được hưởng trường sanh bao giờ. Chúng sanh vì quá mê mờ, bao nhiêu kiếp trước hiện giờ đều quên. Ngày nay có Phật gợi lên, cũng cần nhớ lại để bền tâm tu. Lần này phá được trí ngu, sẽ tìm thấy lỗ về chầu Như Lai. Thật tu sẽ được thành ngay, nếu không thành Phật chiếu đài thế cho. Muốn qua sông được gặp đò, lo gì chẳng được tới bờ bên kia. Mau lên thuyền nọ sắp lìa, trải qua biết thuở nào về tới nơi. Ráng khuyên người gấp con ơi, đời này tu được hơn đời ngàn xưa. Sự tu rất ít người ưa, mà ưa tu được ngày xưa đâu bằng. Gặp muôn ngàn sự khó khăn, mà không thôi chỉ quỷ thần cũng kinh. Đời càng tiến bộ văn minh, người tu càng dễ rung rinh tấm lòng. Chắc dình được cái tâm không, khó hơn đem cột mà trồng biển sâu. Khó tu mà vẫn tu cầu, con ơi người đó nào đâu phải thường.
dù cho các Phật mười phương cũng đem lòng kinh huống phương trần gian. Đến khi đất hóa ra vàng, chúng sanh mới biết đạo tràng là cao. Con ơi lăn lóc giường bao, thà cam bỏ xác chứ nào nũng lòng. Cứ đem bắt ai đại đồng gieo sâu đến tận đại lòng chúng sinh. Chủ trương nhân loại hòa bình, phá tan thế lực chống kình đông tây. Mạng người ai cũng như ai, phải nên tôn trọng chứ bài rẻ khinh. Hãy người để lợi cho mình, trái bề nhân đạo trái tình từ bi. Của người mình đến cướp đi, của mình kẻ có kiên gì ở đâu. Đua nhau giành giật xé sâu, gọi khôn chứ thật là ngu tốt. Đời thắng ngay ăn ngủ yên nơi, giải tà đi đứng năm ngồi đều lo. Hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nội ở tan tành. Thuận nhau ăn đủ mặt lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nghêu ngao. Ở đời bất luận người nào, loài người ai cũng như nhau nên hoàng. Trắng đen thì cũng người ta, chứ nên lấy đó làm đà thấp cao. Khác nhau khác tiếng khác màu, cũng đồng giá trị như nhau con người. Lấy lòng bình đẳng tốt tươi, không nên phân biệt là người trắng đen. Biết phân hành động giữ hiền, con người ai cũng động quyền như ai. Không nên lợi dụng quyền oai, nhẫn tâm đàn áp khiến sai người nào. Chỉ cần giúp đỡ lẫn nhau, cho người nào cũng dồi dào áo cơm. Việc làm này rất nên thơm, ước mong ai cũng sẵn lòng làm theo. Bao nhiêu tàn tóc khó nghèo, chẳng còn duyên cơ bám đeo con người. Mới nghe qua chớ vội cười, thử làm sẽ thấy tốt tươi. Ngần nào biết tôn quyền lợi như nhau, thì không đến nỗi máu đào tuôn rơi. Đừng xem của lớn hơn người, chẳng bao giờ có tơi bời nước non. Nghĩa còn tiền bạc sẽ còn, nghĩa tiêu tiền bạc cũng mòn tiêu theo. Nghèo tiền việc nghĩa chớ nghèo, tiền nghèo người mến, nghĩa nghèo người xa. Nghèo tiền có thể kiếm ra, còn nghèo việc nghĩa khó mà lập thân. Nghĩa là tế thế an dân, giúp người hữu sự không cần lợi chi. Ngôn từ hoặc ở hành vi, cũng đều có thể cứu nguy cho người. Phải nên tùy lúc tùy nơi, để dùng việc nghĩa cho đời nhờ ra.
Ở trong xã hội người ta rất cần lấy nghĩa để mà đối nhau. Chỗ nào đạo nghĩa được cao thì là chỗ ấy xấu xào sẽ không. Đời càng lắm việc bất công thì là việc nghĩa càng trông cậy nhiều. Người càng giác ngộ bấy nhiêu càng làm việc nghĩa thêm nhiều hơn xưa. Kẻ cho mình bực đại thừa xem thường việc nghĩa là chưa đúng đường. Nghĩa không kém tam đại dương nếu cho việc nghĩa tầm thường là sai. Đạo cùng với nghĩa không hay, chia hai đạo nghĩa là sai đường lành. Đạo mà có nghĩa mới thành, nghĩa càng được rộng đạo lành càng tươi. Giữa người đối xử với người càng nhiều đạo nghĩa thì đời càng thanh. Muốn danh phải giữ chánh danh, nếu danh không chánh quả sanh đến mình. Chánh danh không kẻ nào cần, tà danh dẫu có giữ gìn cũng tiêu. Chánh danh người đến khỏi kêu, tà danh gọi chẳng ai theo bao giờ. Chánh danh thiên hạ được nhờ, tà danh thiên hạ như cờ tống ôn. Chánh danh mới thật là khôn, tà danh chỉ gọi là phồn dại ngu. Gạt mù sẽ hóa ra manh, lừa ngu sẽ bị trở thành người ngông. Được thông dạy kẻ chưa thông, vui cùng đồng hướng khổ cùng đồng chia. Mẹ con tình ấy không lìa, người đâu cũng mến trời kia cũng chiều. Ở đây chẳng lựa nói nhiều, mấy lời trên đó làm theo quý rồi. Gặp khi đạo nghĩa suy đồi, khó tìm được kẻ thương người như thân. Thị thành cho đến thôn lân, người nào cũng muốn lấy dân làm nề. Cơm dân ăn uống no nê, ơn dân chẳng trả còn tệ chặt dân. Thấy dân khổ bắt nào nần, hai người thiện chí cũng cần ra tay. Không dân cũng chẳng có ai, dân là trụ cốt chớ dài đạp dân. Người nào muốn được lập thân phải cần sống sát với dân chớ rời. Lòng dân tức thì lòng trời, được dân ủng hộ thì đời thành công. Việc càng lớn tở núi sông thì càng phải sống được lòng nhân dân. Có dân theo kế bên thân, không cần phải có phép thân cũng nên. Nếu dân chẳng đứng kề bên, phép thần có cũng không nên công gì. Dân như là nước khác chi, nước không sẽ chẳng vật gì còn sanh.
Những người muốn lập công danh mà không đối tượng dân lành thì nguy. Đến như các bậc từ bi xem thường sống chết cùng vì chúng dân. Không dân thì đạo chẳng cần, đạo cần là bởi có dân trong đời. Chừng nào dân được thành thơi, đạo không cần mở Phật trời hết lo. Dân còn kẻ đói người no, đạo cần phổ biến để cho đồng đều. Đạo không chỉ miệng réo kêu, mà còn làm đúng để treo gương lành. Đời càng muốn việc chiến tranh, đạo càng cổ động hòa bình nhiều hơn. Đạo làm cho khắp nhân dân được cùng hòa hảo tinh thần Bắc Nam. Ý nguyện nếu chưa được kham, thì người hiểu đạo chưa làm chi vui. Nghe lời Phật bắt bùi ngồi thẹn, mình chưa được sống rồi việc chi. Đôi dòng lệ bóng lâm ly, trong lòng thấy nặng như chì muôn cân. Bao nhiêu hình ảnh xa gần, từ trong trí não lượt lần hiện ra. Tiếng dân đến tiếng mẹ già, vui cười thì ít, khóc la thì nhiều. Chỉ nghe đến có bấy nhiêu, tự nhiên cảm thấy như thiêu đốt lòng. Phật Ngài như đã cảm thông, bảo rằng bình tĩnh ở nơi lòng ở con. Mặc dù kẻ biển người non, tâm kia cùng một tấc còn gặp nhau. Cảnh đời khe khắc giường bao, không mòn chi cả thế nào cũng nên. Người quên mình chớ để quên, tình kia chẳng mất nghĩa đền được sống. Con ơi nuôi chi đại đồng, chúng sanh đâu cũng một lòng thương yêu. Mặc dù từ nguyện có nhiều, cứu dân sống cũng phải chịu thời cơ. Trước sau chỉ cách một giờ, ngược xuôi khác đi hẳn đâu ngờ ở con. Xuôi thì muốn việc được tròn, ngược thì trăm sự vẫn con bề nhê. Xuôi thì dễ bước ra về, ngược thì khó nối đường quê cho liền. Mình xuôi người cũng được yên, ngược mình thì kẻ cũng điên đảo đời. Tài hay cũng chẳng qua thời, thuyền to cũng phải xem trời mà đi. Trước sau lòng dân từ bi, tạo an thì được, tạo nguy thì đừng. Liệu khi để bước để dừng, tránh cho gánh khỏi nữa chừng gãi đi.
ngàn xưa cũng đã nhiều khi, nay đâu phải mới sơ kỳ ở con. Đợi mùi thì trái mới ngon, vội vàng hai lúc còn non chua lè. Hạn kỳ đã mong tở the, nóng lòng mây cũng nhớ đè ở con. Ân riêng sẽ được đáp tròn, nghĩa chung nếu chẳng để mòn trong tâm. Nghe lời Phật dạy rất thâm, nhớ ngày việc mấy ngàn năm qua rồi. Thấy ngồi nhưng chẳng phải ngồi, đạo xong thì mọi việc đời cũng xong. Nhờ ơn Đức Phật nhủ lòng, gúc mây liền vẹt bóng hồng lộ ra. Đồng lòng nước mắt nhỏ xa, cúi đầu bái Phật như là tạ ơn. Xác phàm biết liệu sao hơn, chỉ dùng lệ của khách trần đáp quan. Trời mưa bỗng nặng thêm ra, chừng như thay việc trải qua cũng dường. Cảm ơn Đức Phật không lường, đúc thần chẳng rọi thì đường đâu thông. Mắt phàm tuy thấy rằng không, nhưng không ấy có thần thông vô cùng. Vách bao cửa đông bích bồng bồng nhiên như đã phá tung hồi nào. Tưởng mình trong giấc chim bao, cảnh không giống cảnh tạo đào. Thế gian phủ bao ánh sáng dịu dàng, một vì kim sắc kim quang đứng gần. Tiếng trong trẻo tờ chuông ngân bảo rằng sự già với chân xa gì khác nào đôi mắt nhắm đi. Nhắm thì thấy tôi mở thì sáng ra, mở thì sang thấy Di Đà, nhắm thì tôi thấy quỷ ma loạn vào. Thánh phàm nguồn cội như nhau, thật tâm ngó lại phía sau thấy liền. Ở trong tục sẵn có tiên, tiên không thấy được vì ghiền tục thân. Tỉnh ra Phật ở rất gần, còn mê Phật ở mấy tầng xa xôi. Tuồng đời sắp hạ con ơi, Phật đang chờ đón những người tỉnh ra. Gần đây nơi cõi liên hoa, nhiều bóng đã xếp thành tòa sen tươi. Nguyên do ở dưới trần đời, nhiều người tu sắp về ngồi nơi đây. Dưới trần hương đốt một cây, tòa sen có một vừng mây bay vào. Tâm thanh sen được tươi màu, khởi tâm trọng trược sen xào héo ngay. Có sen tươi tăng mỗi ngày, có sen mới nở phúc giây rồi tàn.
vọng tâm nơi chốn trần gian. Cánh hoa sen ở Phật đàn chuyển lai, sen và người chẳng phải hay, cũng nên lấy đó khiến sai tâm hồn. Ác tiêu còn thiện được tồn, trái đường đạo đức xác hồn ra cho. Xác tiêu còn có thể lo, hồn tiêu biết thuở nào cho quận hồn. Kẻ trong thế giới càng khôn, biết lo xác cũng như hồn ít ai. Cứ lo những chuyện dòng dài, tự sanh việc lớn ít ai lo lường. Bình đang hấp hối bên giường, thuốc không lo đến lo đường lợi danh. Biết không sống được trường sanh, mà không chịu bỏ tánh tình tham lam. Kể sao cho hết tánh phàm nết, dù đánh chết không làm sao quên. Bởi tham muốn ngày quả gây nên, tánh tham chưa dứt kỳ chưa yên sự đời. Đông tây lỡ đất lòng trời, do lòng tham của loài người tạo ra. Nhiều người người ở ngoài da, trong tâm là giống yêu ma thú hầm. Xô nhau vào chỗ chết chùm ít, ai cởi mở gông cầm cho ai. Thấy người mắc nạn vỗ tay, không ra sức cứu những ai khốn nạn. Thừa cơn nguy lập giàu sang, ít ai nhân dịp rối loạn cứu dân. Có tài chỉ biết lo thân, chẳng lo giải cứu xa gần lúc nguy. Học hay mà ở vô nghì, đâu bằng thất học mà tri đạo màu. Tình đời vĩ kỷ quá sâu, bao nhiêu kiến thức đều chầu tánh tham. To quyền lớn chức rộng hàm, vị thân càng lớn lòng tham càng nhiều. Năm châu nhiều cuộc máu, đều lý do phần lớn tại chiều lòng tham. Nhất hoài e chúng sanh nhàm, tánh tham trừ được đủ làm siêu thăng. Con ơi còn nhớ hay chăng, xưa kia có một trăm ngàn kiếp qua, con làm một đại phú gia, giàu sang hơn cả gần xa trong vùng. Đông ra chỉ có một thùng, lấy vào một giả mà lòng chưa ưng. Cho vay thì bắt thấy chân, vốn lời trả thiếu tịch khuân gia tài. Ruộng đồng thẳng cánh cò bay, không hề chia sớt cho ai một tiền. Tuy là bác học lúa thiên, vẫn khẽ khắc với ta điền từ tôn. Lúa tiền lo góp thâu vô, còn nhân với nghĩa rất khô khan lòng.
gần xa những kẻ bần nông, lấy làm oán ghét phú ông vui cùng. Nhưng ông cũng chẳng ngại ngùng, mặc cho ai nói còn ông cứ làm. Kể sau hết việc ông tham tột bực trong làng của ông. Vợ con còn phải bực lòng bảo rằng ông chết sẽ không siêu hồn. Thế mà chỉ có một hôm, ông đang sửa kiện mấy bồn trước sân. Bỗng đầu gió thổi qua thân, phú ông xây sầm ngã lăn trước nhà. Người nhà liền chạy tuôn ra, thấy ông bất tỉnh như là chết đi. Khiêng ông vào gọi lương y, bảy ngày sau đó mình đi như thường. Một hôm từ chốn tha phương, có nhà đạo sĩ lỡ đường ghé qua. Tối trời đường hãy còn xa, xin ông cho nghỉ sáng ra khởi hành. Thấy nhà đạo sĩ hiện lành, phú ông liền nhận lời xin ngủ nhờ. Giống duyên phải hợp thời cơ, ngay trong đêm mấy chuyện trò lại qua. Nhà sư mới hỏi phú gia bình, ông đã phát tuần qua nặng nề. Thoảng như trong lúc nằm mê, chết luôn nay xác dưới mồ phải không? Bao nhiêu của cái tiền nông chẳng đem theo được một đồng trong tay. Làm ra chẳng dám ăn xài, chết rồi bỏ lại mặc ai tiêu dùng. Lòng tham lúc sống vô cùng, chết rồi tham mấy con dùng vào đâu. Chính mình mang tiếng hiểm sâu, của làm ra ấy nó đâu theo mình. Xác thân nhất định ra sinh, của tiền nhất định bỏ mình ra đi. Kiếp trần đến phúc chung quy, bạc tiền là thứ vô nghi phải chăng? Vì tiền làm mất thiện căn, vì thân để kiếp trầm thắng muôn đời. Giữ thân trái đạo thân rời, làm tiền phi pháp tiền rơi không còn. Mỗi ngày tuổi thọ mỗi mòn, lòng tham trái lại ngày càng thêm tăng. Càng tham càng nặng tội căn, chết rồi của bỏ nghiệp mang theo mình. Nghiệp kia dẫn lộ tự sinh, lần này khổ gấp muôn nghìn lần qua. Để lòng suy nghiệm kỹ ra, tánh tham hiện kiếp phải là ngu không? Chi bằng mượn lớp bụi hồng, lấp đường sanh tử dung trầm thiện căn. Mượn sanh tử tạo niết bàn, lấy thân bùng tạo thân vàng dài lâu.
Phú ông nghe nói gật đầu khen rằng lời ấy Ngọc Châu không bị. Nhận mình đã quá mê si, già rồi mà chẳng hiểu gì sự tu. Chỉ lo tiền bạc góp thu, không lo thần chết đến ru lúc nào. Chớ chi được thức tỉnh mau, tội tham đâu đến đổi cao ngất đầu. Diêm Vương sắp bắt đi chầu, hôm nay mới được lời mầu đến tay. Phú ông ngước mặt thở dài, trong lòng hối hận những ngày đã qua. Nhà sư liền kể thêm ra, xin ông chớ tưởng tuổi già hết tu. Thật tâm hướng thiện quài đầu, chỉ trong nhất khắc được chầu Như Lai. Vì dù sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ liên đài cũng lên. Tội do tâm nó tạo nên, thì là phước cũng tâm đền được ngay. Tâm mê lạc cảnh trần ai, nếu như tâm giác Phật đài được qua. Giác mê bất luận trẻ già, chỉ người giác được hay là còn mê. Giác tu nhất khắc Phật về, mê tu muôn thuở cũng là phàm phu. Thế nên đồng một trường tu, người thì phát huệ kẻ ngu suốt đời. Nhà sư vừa nói dứt lời, phụ ông vừa cũng đồng thời phát tâm. Bắt đầu mổ đạo quyền thâm, lợi danh gác bỏ chuyên tâm tu hành. Bao nhiêu tiền của đã dành, đem ra bố thí nhân sanh xa gần. Vừa làm nuôi sống xác thân, vừa đi khuyên giải nhân dân tu hiền. Thôn quê cho đến thị thiền, nhờ ông mà tạo phước duyên rất nhiều. Liền vào ở một buổi chiều, hào quang sáng rực trên lều phú ông. Người gần thấy là đến trong, thì ra thấy xác phú ông đang ngồi. Nhưng ông đã nhập tịch rồi, chắp tay vào ngực thân ngồi nghiêm trang. Trên đầu phong một hào quang ấy rọi trên ngàn dặm cao. Người gần xa xúm lại nhau, chắp tay quỳ xuống thì thào vái vang. Trẻ già cũng một lời rằng, phú ông đã nhập niết bàn không sai. Lời này thâu đến gáy trai, lòng vừa cảm phục vừa quay đường lành. Phú ông nhờ có tâm thành, cho nên nhất khắc tu hành được siêu. Phật rằng con xét bấy nhiêu, tánh tham bỏ được đủ siêu Phật đài. Chữ tham ấy của trần ai, khác hơn tham vượt khỏi ngoài trầm luân.
Nghe lời Phật nhắc tiền thân, khiến lòng đầy bắt bâng khuâng trăm chiều. Xưa đây như thế còn siêu, thì ai cũng có thể tiêu tội tình. Đọa siêu gì cũng tại mình giác tâm, là Phật mê tình là ma. Nghĩ rồi đây mới thưa ra, kiếp xưa con cũng vẫn là phàm phu. Phật liền nói huệ với ngu, cũng như ngủ thức khác nào ở con. Hồng kia chát bởi còn non, chín rồi hồng ngọt chát còn đâu xanh. Trước hung sao biết làm lành, việc hung xưa đã tan tành còn chi. Phụ ông xưa đã mê si, sau khi giác ngộ mê gì cũng tan. Xưa kia con cũng phàm gian, nhờ tâm giác ngộ sen vàng được lên. Thật ra mọi việc hư nên, do tâm chớ có bắt đền nơi ai. Phụ ông xưa với hiện nay, cũng là con chẳng phải ai xen vào. Từ bi đã nguyện trùm bao, xưa nay vẫn một khác nào ở con. Khổ lao sanh chung nếu còn, thì còn chuyên kiếp chiều lòn độ dân. Cứu đời dù phải quên thân, cũng vui chẳng chút ngại ngần ở con. Ngày nay gặp cuộc hiu vong, lời nguyện xưa mất hay còn thấy ngay. Thấy con đang tuổi còn trai, một lòng đạo pháp hoằng khai không sờn. Cho nên từ chúng kim sơn, lời lành Phật chuyển để con thêm tường. Lối đi rất có muôn đường, chọn đường đi tới Tây Phương kẻo lầm. Con ơi ngọc ẩn khó tầm, đường chân khó kiếm đạo tâm khó mò. Chúng sanh nghiệp chương quá to, ngăn che trí huệ khiến cho sai lầm. Trừ sống nghiệp chướng nơi tâm, thấy chân diện mục rõ mầm bổn lai. Còn ngăn còn thấy trong ngoài, rút ngăn chỉ một hình hài rộng không. Đến đây Phật cất dặm đồng, ngâm lên bài kể của lòng như sao. Bóng hình đâu chẳng thấy, khi thấy rõ bóng hình vuông tròn đều cũ túc, vàng vật chi tối linh. Dứt lời thanh thoát ngọt ngào, đầy liền mật niệm cúi đầu cảm ơn. Nếu như chẳng có sâu duyên, trong đời mạt pháp kệ chân khó tường. Vì yêu ba tánh thập phương, từ bi lấy kệ khai đường mê ly. Ân sâu biển thẳm khó bì, đời con biết phải lấy gì đáp xong.
quá vui tràn ngập cõi lầm, đồng thời lễ cung lưng trầm khó ngăn. Trong lòng vừa thấy băn khoăn, liền nghe lời Phật bảo rằng: con ơi, trời xoay là phận ánh trời, người không phi ánh sáng thời người ngoan. Đã qua được giấc mộng tràn, gọi người chưa thức nào toán mong đền. Nếu như ân Phật không quên, thì điều Phật bảo khả nên nghe lời. Tình sống được giấc mộng đời, sẽ cùng Phật thức coi trời bình minh. Khi mê cảm thấy nặng mình, tỉnh rồi toàn thể như phình nhẹ ra. Vì người mắt bình thấy lòa, chứ đèn một sắc đâu ra nhiều màu. Loạn tâm thấy việc loạn vào, thật ra thì có việc nào loạn đâu. Xét cho thấy rõ đuôi đầu, vọng tâm là gốc khổ sầu chúng sanh. Vọng tâm chưa được bình thanh, thì điều sầu khổ còn sanh ra hoài, dấu nằm bên cạnh Phật đài. Vọng tâm chưa dứt nạn tai, khó trừ Phật đài vốn cảnh chân như. Cảnh chân như ấy cho người như chân, cảnh và người chẳng kém hơn. Nếu người kém cảnh không gần được đâu. Tu mau hay đã tu lâu, chân như chưa đạt sở cầu chưa nên. Đời tàn càng đến gấp bên, thì chân như ấy càng nên giữ lòng. Chát chua lắm giả bưởi bầm đào, thì lỗi đạo đời không mang đời. Con ơi, không những nạn trời, chúng sanh còn chịu nạn người đa đoan. Sấm đâu lại bỗng nổ vang, trẻ già bất tỉnh mê mang xác hồn. Tay bay quả gửi dập dồn, tài ba thấy mây cũng khôn ngăn ngừa. Chết nằm trong nắng trong mưa, chết trôi theo gió, chết đùa theo mây. Chết do mây tạo chuyện xây, chết vì nhân loại xâm gây tai nạn. Chết nào bằng chết ôn hoàng, nhưng thua cái chết khổ khang. Khi trời chúng sanh mạng sống ngắn rồi, còn làm ngắn nữa vui hồi đau thương. Cũng nên đồng ý cải lương, để cho nhau được bớt đường nạn tai. Mở tình yêu khắp nhân loài, giúp nhau cuộc sống được dài thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hận người tất bị người hận, ghét người người ghét không hơn được người. Hòa nhau cho được vui cười, hơn là thù ghét suốt đời âu lo.
mình no người khác cũng no, sự vui ấy có chi so sánh bằng. Dục tâm mấy cũng ráng dằn dằn cho đến dứt tuyệt căn không còn, tình yêu nhân loại chẳng mòn. Sanh cùng chư Phật đâu còn chỗ sai, thương người như thể chân tay. Ở trong thế giới hết nay sanh rầy, sự tu chính ở chỗ này. Cho nên cần khắp nhân loài biết tu, người khôn dìu dắt kẻ ngu dạo, thì giúp khó là tu thật lầm. Giả tu thì có rất đông, thật tu lọc kỹ ra không mấy người. Giả tu nên thế gian cười, thật tu ai dám đem lời nhạo khinh. Giả tu nên Phật không linh, thật tu sẽ thấy Phật minh vô cùng. Bị người tu dối làm dùng khiến, cho ba tánh ngại ngùng đường tu. Lâu rồi cửa đảo mờ lu, một con sâu bướm làm sầu nồi canh. Thấy hư bỏ luôn sao đành, ra tay sửa lại cho thành tốt tươi. Đạo khai chẳng cứu được người, đâu còn ý nghĩa tuyệt vời ở con. Thấy ai tâm đạo mỏi mòn sợ lo, như mẹ thấy con đắm thuyền. Tốn bao nhiêu của nhiêu tiền cũng vui miệng cứu con lên tới bờ. Con ơi nếu trễ thời cơ, chúng sanh như nước vỡ bờ khó ngăn. Sớm khuyên đời biết ăn năn, sớm làm bớt được những lăng đàn tên. Còn nghe những tiếng khóc rên, thì người tâm đạo chưa nên yên ngồi. Ra công tu điểm đắp bồi, cho nền Phật Pháp được hồi phục hưng. Đạo màu tràn ngập trong dân, hòa bình trở lại thống lân vui vầy. Trò không thẹn mặt với thầy, thầy trò xâm hộp là ngày an cư. Tuy rằng nhà cửa rách hư, đồng tâm sửa chữa tốt như buổi đầu. Mặt ai làm nói cơ cầu, phận chân đệ tử một câu trung thành. Bỏ thân mấy lượt cũng đành, đường tu tuyệt đối hy sanh trọn đời. Nhớ rằng khi thở một hơi, một câu niệm Phật đừng rời trong tâm. Việc chi muôn khỏi sai lầm, trước khi làm nhớ để tâm suy lường. Nếu là công việc thiện lương, cứ làm mặc kẻ đón đường ngăn sông. Thấy ai khổ biết động lòng, nghe người nói đạo như rồng gặp mây. Biết công ráng sửa cho ngay, hiểu lầm cố sức đổi xoay khỏi lầm. Ngủ mê đến mấy triệu năm, thức trong chốc lát đủ làm sáng ra.
chớ lo trí huệ còn xa, đèn khi chấm lửa thì nhà sáng trưng. Một khi bên nước đến gần, tức thời thấy rõ toàn thân của mình. Chớ cho sau lãng chân tình, quả kia sẽ kết cho mình nay mai. Con ơi gương bụi đóng dài, muốn mau trong phải lau ngày lau đêm. Tại mình không nỗ lực thêm, chứ không phải tại gương hèm ai đâu. Tánh gương trong sáng từ lâu, bụi mờ gương có mờ đâu bao giờ. Phật cơ dung ở tâm cơ mở được Phật thờ linh ngay. Tại mình chẳng phải tại ai, không trao trong cứ dồi ngoài sao nên. Muốn cao mà chẳng leo lên, trách sao chẳng thấy rộng thênh bầu trời. Phàm tâm ôm mãi không rời, làm sao thấy được con người thánh tâm. Gốc mẹ ba tanh quá thâm, mộng trong giấc mộng lỗi lầm càng to. Bảo nên bưng gốc không lo, cứ lo chặt nhanh bao giờ cho xong. Tội do lòng chẳng sửa lòng, tu như thế đó uổng công bất thành. Sao căn nếu chẳng trọn lành, thì là không thể hoàn thành sao thông. Phải làm cho lặng biển lòng, mà mới nhìn thấy được mặt rồng uy nghi. Tâm còn thái mây mê si, như trăng mây án làm gì thấy ra. Khắp trong ba tanh trẻ già, tự mình xét lấy tất là hiểu ngay. Lòng mình hiểu hơn ai, khỏi cần phải hỏi người ngoài làm chi. Quy y mà được hành y, đạo nào cũng đắc y quả chi cũng thành. Còn tu mà chẳng chịu hành, như trồng không tưới cõi nhành heo khô. Miệng mô lòng chẳng chịu mô, mô bao nhiêu cũng như hồ mắt mưa. Dân hương cúng Phật sớm trưa, thành tâm rồi sẽ tay đưa lên đầu. Lại hay không chẳng chấp đâu, chỉ cần người thật tâm cầu Như Lai. Những người trước Phật lại dài, về nhà làm ác Phật ngày đâu vui. Tôm thâu vơ biết của người, đem ra cúng Phật, Phật trời chứng đâu. Phật trời hiểu rộng thấy sâu, người nên thành ý chứ âu làm tròn. Của mình một tí đem cho, giá hơn của cướp mấy khó xôi vàng. Phật là khắp cả thế gian, muôn dân cho Phật phải sáng cho người. Người xong thì Phật cũng rồi, bỏ người theo Phật, Phật trời cũng xa. Xưa kia còn như Thích Ca, vật chi cùng bố thí ra cho người.
đạo cao nhờ rộng độ đời, bỏ đời không độ trái lời từ bi. Lối tu im thế bỏ đi, cần nên hỗn tục tùy nghi độ đời. Bằng tiền, bằng sức, bằng lời, bằng nhiều phương tiện giúp người tỉnh mê. Ở quê thì dùng lối quê, ở thành thì phải cần thuê lối thành. Tùy thời quá độ nhân sanh, văn minh phải lấy văn minh độ người. Văn minh đạo khác hơn đời, đời thời minh giả đạo thời minh chân. Đời minh chỉ ở xác thân, đạo minh vật chất tinh thần cả hai. Đem minh trong độ minh ngoài, độ người thì phải cho hay hơn người. Vào đời mới đổ được đời, cột con muốn bắt phải chui hang hầm. Chẳng cùng sanh chung hợp xung, khó làm cho họ quy tùng đường tu. Độ khôn chỉ mất một xu, độ ngu phải tốn mấy lu tiền đồng. Độ khôn chỉ nói một dòng, độ ngu phải thuyết mấy chồng kệ kinh. Chớ quên ca nước chim cành, độ người phải nhắm cánh tình người ta. Bệnh nào thuốc nấy cho hòa, y sư tùy chứng cho toa kẻo lầm. Chúng sanh còn lâm chấp tâm, nếu không khéo độ sẽ làm mất duyên. Tục làm cho trở nên tiên, khó hơn bảo dưỡng đừng truyền trên cây. Cho nên từ trước đến nay, tu nhiều nhưng rất ít ai được thành. Không tìm ra được mối manh, gỡ cho đến chết rối đánh vẫn còn. Biết rồi dễ lắm ở con, chưa thông rất khó như lòn trong gai. Chớ nên chế nhạo một ai, khi mù ai cũng lấy tay mà rờ. Chưa xem nên mới còn ngờ, thấy rồi đâu có bao giờ sanh nghi. Đạo nghe rồi thật hành đi, hành cho đúng cách quyền vi sẽ tường. Bảo tu vì bởi yêu thương, của trần chẳng hưởng còn lường gạt ai. Tử sanh Phật đã đứng ngoài, nhìn vào sanh tử muôn loài thương tâm. Hết lầm dắt kẻ còn lầm mù, không nghe sáng đường tầm sao ra. Bảo tu như lửa cháy nhà, chứ đâu phải việc ngâm nga giải buồn. Kể kinh nhiều kẻ đọc xuống, như chim học nói như luồng gió qua. Không tìm nghĩa Phật thuyết ra, làm sao hiểu chỗ sâu xa nhiệm màu. Lắm người nói đã tu lâu, chỉ tu ở bộ sòng nâu bề ngoài. Miệng trai mà chẳng tâm trai, đau trong mà cứ chữa ngoài sao tiêu.
nói sao làm dễ một chiều miệng tu lầm cũng tu theo tất thành. Người lành sanh ở cõi lành, kẻ hung thì phải sanh thành cõi hung. Giả tu cõi Phật khó chung, chúng sanh cần phải thật lòng nhập môn. Thật hồn thì được còn hồn, thật thân thì được giữ thân lâu dài. Ở trong đời bất luận ai, giai đời tất phải đầu thai trong đời. Của giai thì phải trả lời, nay ăn một miếng mai thời trả hai. Hiện thời chịu lắm nàng tay, tội nơi tiền kiếp đã vay quá nhiều. Sướng bao nhiêu khổ bấy nhiêu, vui trong nghiệp ác là điều không vui. Quả nào là quả chẳng mùi, nghiệp nào là nghiệp chẳng hồi trả đưa. Đời tàn như giông gặp mưa, trả dài trước mắt không chờ đợi lâu. Lưới trời thưa chẳng lọt đâu, tiền mà phạm giới cũng thôi lại phạm. Việc chi dù lầm muốn ham, nếu không chính đáng cũng cam nhịn chừa. Dục tâm biết lượng sao vừa, ham rồi ham nữa bao giờ hết ham. Ham trong nhất khắc chừa kham, được vui muôn thuở được làm siêu nhân. Thân trần ai cũng thân trần, khác nhau ở chỗ tinh thần tục tiên. Tục dù sang mây cũng hèn, tiên dù hèn mây cũng thiên hơn đời. Còn sanh còn chịu luân vơi, hết sanh hết bị chôn nơi cõi trần. Luân suy cho đủ xa gần, đạo màu ở chỗ tinh thần bất di. Đậy lòng bác ái từ bi, cứu đời chẳng chút tiếc chi với đời. Là chân đệ tử con ơi, phổ thông đạo lý đến hơi cuối cùng. Tu không đợi lúc già dùng đạo, không chờ đến đời cùng mới khai. Tu vì muôn hết đầu thai, đạo vì cứu kẻ mê sai mà truyền. Dù không có cuộc biến thiên, cũng tu cho khỏi nghiệp duyên luân hồi. Huống là gặp lúc tận đời, sự tu càng phải trao dồi nhiều hơn. Người sờn sanh tử không sờn, chẳng tu hết nghiệp người còn bào thai. Hễ sanh phải tự chừa ai, tử sanh còn chịu thành thái bao giờ. Nghe lời Phật mách quyền cơ, vượt qua bể khổ lên bờ giác linh. Sầu ưu hết buộc lấy mình, cùng hàng Bồ Tát kết tình trường sanh. Các y ma bệnh hết quanh hành, tử thần cũng chẳng dứt dành mạng căn. Cảnh vui còn cảnh não bằng, bất sanh bất diệt niết bàn là đây. Mau tu chưa trễ phút giây, mong đời như bông xế tây non đài.
thì con nhăn nhó mắt mày phòng đơn bông chiếc lòng này thêm đau. Từ xa mượn ngọn huỳnh hào cùng con hội ngộ đi trao lời lành. Giờ đây cùng đã thâm canh mộng trần đang nhốt chúng sanh ta bà. Xác tuy còn thở vào ra nhưng hồn đã bị chúng ma lưu đày, mộng thân chỉ một đêm ngày. Mộng tâm thì nó kéo dài muôn thu, thân tâm nhốt giữa ngục tù đớn đau vô lượng khổ sầu vô biên. Cảnh này cứ mãi tiếp liên, lòng từ bi há ngồi yên mà nhìn. Cứu dân được khỏi cực hình, thầy trò mới được thoa tình từ bi. Thuyền từ xuôi ngược cứ đi, khách chưa tới bến dễ gì thuyền ngân. Riêng mình dù khổ cũng ưng, miệng cho ba tánh xa gần được vui. Tình yêu nhân loại không nguôi, bỏ thân thì chịu, bỏ người thì không. Luôn luôn nuôi chí đại đồng, bốn phương trời chỉ một lòng yêu thương. Tạo nên thế giới thiện lương, sống thì hạnh phúc thác nương Phật đài. Thương nhau như một bào thai, nhìn nhau bằng mắt đắng cay không còn. Bao nhiêu tình cánh heo vòn, tàn như nắng tuyết không còn diễn ra. Bắc Nam đồng chí hảo hoàng, người người lạc nghiệp nhà nhà an cư. Điều này phải được y như đạo khai trước muốn cho người bấy nhiêu. Đêm nay chỉ có mấy điều con nên truyền lại cho nhiều người nghe. Lửa tuy chỉ có một que, khéo mồi ra cả muôn nhà sáng trưng. Đến đây thì Phật lui chân, để ta ở lại một thân nơi phòng. Cảm ơn nước mắt nhỏ ròng, ta sao hết được tấm lòng từ bi. Trải qua nhiều thuở nhiều kỳ, Phật không tiếc một điều gì với ta. Lời này ai được nghe qua, nên suy nghiệm kỹ rồi mà tu theo. Nước hồ nào được trong veo, thì soi thấy bóng như nhau khác gì. Với ai Phật cũng từ bi, chứ nào Phật có riêng gì cho ta. Những lời của Phật thuyết ra, muốn cho ba tánh gần xa được tường. Nếu ai cùng Phật một đường, tức là Phật cũng tùy phương giáo truyền. Trẻ già nên ráng tu hiền, để nghe được phép bí truyền thế tôn. Ít hàng nhắn gửi hương thôn, đến đây xin tạm ngưng vòng bút nghiêng.